Ngày 12 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong và 6 bị can khác trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, ba lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Kết quả xác định 6 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 1 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Thu Phong, sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, ra quyết định khởi tố bị can số 572, lệnh bắt bị can để tạm giam số 234 đối với bị can Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.